Thánh Matthew kể cho chúng ta nghe về gia phả của Chúa Giêsu xuyên suốt lịch sử cứu độ. Lịch sử đó bắt đầu từ Thiên Chúa sáng tạo con người đầu tiên cho đến Thiên Chúa nhập thể làm người và cứu độ con người. Do đó, Adam và Eva trong cuộc sáng tạo đã sa ngã, thì đây cần một Adam mới cùng với sự cộng tác của Eva mới để phục hồi nhân loại trong cuộc tân sáng tạo. Mẹ Maria chói sáng trong vai trò là Eva mới, nơi mẹ có phúc hơn mọi người phụ nữ và đem lại vinh dự cho mọi người phụ nữ trên trời, trên đời. Con xin chia sẻ hai điểm trong bài tin mừng hôm nay. Thứ nhất, người nữ trong công trình sáng tạo và ý nghĩa việc sinh hạ Chúa Giêsu. Thứ nhất, người phụ nữ trong công trình sáng tạo, bản gia phả và việc sinh hạ Chúa cứu thế đưa ra một cái nhìn mới về chỗ đứng của người phụ nữ trong việc cộng tác sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Trong đó, mẹ Maria là người nữ tuyệt hảo, được Thiên Chúa sủng ái và có thần thế trước mặt người. Giữa một xã hội Do Thái trọng nam khinh nữ, thậm chí người phụ nữ được xếp thứ sáu sau cả con vật, người phụ nữ Do Thái hầu như không có tiếng nói trong xã hội, trong gia đình, đến ngay cả việc cưới xin hay ly hôn cũng do người nam quyết định. Xuyên suốt Thánh Kinh Cựu Ước, hầu như lãng quên bóng dáng của người phụ nữ, rải rác một số ít nhắc tới người phụ nữ, nhưng đa phần thường là những chuyện chẳng vẻ vang gì, ngoại trừ bà Giuditha, bà Esther và một vài ngôn sứ khác. Thậm chí người phụ nữ thời đó còn bị coi họ như là cạm bẫy của người đàn ông. Các kinh sư Do Thái thì tuyệt đối không nhận người phụ nữ làm đồ đệ. Họ phân biệt đối xử trong mọi sinh hoạt trong xã hội, kể cả việc phụng tự và các nghi lễ thanh tẩy. Thế nhưng trong thời đại Tân Ước, Thánh Matthew đã bắt đầu kể tới bốn người phụ nữ trong gia phả của Chúa Giêsu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, đó là bà Tha-ma, Ra-kháp, Rút và Đức Maria. Xuyên suốt lịch sử cứu độ và chỉ và đỉnh điểm là mẫu phụ nữ tuyệt vời nhất, đó chính là Đức Maria. Dù Thánh Kinh không để lại, không cho chúng ta một dấu tích nào về ngày sinh nhật của Đức Maria, cũng không cho chúng ta biết tên song thân của mẹ là ai, nhưng truyền thống cho chúng ta biết song thân của mẹ là Thánh Gioan Kim và bà Anna. Và việc mừng kính ngày sinh nhật của mẹ đã có rất lâu rồi từ trong phục vụ giáo hội. Thứ hai, ý nghĩa của việc hạ sinh Chúa Giêsu. Việc mừng sinh nhật mẹ Maria cũng là dịp để cho mỗi người chúng ta chiêm ngắm chức năng là mẹ nhân loại, là mẹ của mỗi người chúng ta. Đồng thời, chúng ta mừng được mẹ sinh ra một cách huyền nhiệm
dưới chân thập giá Chúa Giêsu và chúng ta được làm con của mẹ. Mẹ Maria được mời gọi và ưng thuận làm mẹ Chúa Kitô là đầu của nhân loại. Nếu làm mẹ của đầu thì cũng làm mẹ của toàn thể. Đó là nền tảng đầu tiên của mẫu tính thiêng liêng đối với loài người. Nhưng Chúa Kitô đã thực hiện viên mãn ơn gọi của nhân loại mới. Đó còn là còn đa số nhân loại chúng ta thì đang trên đường thực hiện ơn gọi của mình. Mẹ Maria là mẹ của nhân loại đã hoặc đang trên đường lãnh ơn cứu độ đó. Mẹ Maria của nhân loại vì đã truyền đạt cho nhân loại sự sống thần linh, sự sống vĩnh cửu khởi đi từ việc sinh đấng cứu thế. Vì mẹ Maria chỉ có ý nghĩa trong tương quan với Chúa Kitô nên mẫu tính của người cũng chỉ có nền tảng khi được nối kết với Đức Kitô. Khi sinh ra Chúa Kitô, tác giả sự sống của thần linh cho thế gian, mẹ Maria thực sự là mẹ của nhân loại, nhưng là một nhân loại mới, là Eva mới. Mẹ Maria cũng là mẹ của chúng sinh. Sứ mệnh của mẹ Maria thiết yếu gắn liền với sự sống siêu nhiên. Mẹ Maria là mẹ của mọi người, của loài người, bằng cách làm cho đời sống ân sủng, sự sống của Chúa Kitô được nảy sinh, triển nở nơi mỗi tâm hồn. Đối với các tâm hồn sống trong ân sủng, mẹ Maria dẫn họ đến với một ngày sống càng mật thiết hơn với Chúa Giêsu. Còn đối với các tâm hồn tội lỗi, mẹ là hiện thân của sự khoan dung nhân hậu. Kính thưa cộng đoàn, còn đối với mỗi người chúng ta thì sao? Chúng ta hãy noi gương Đức Mẹ để sống với Chúa trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống giáo xứ, trong đời sống gia đình và trong những tương quan với những người khác. Ngày nay do có nhiều ảnh hưởng từ bên ngoài có thể gây nguy hại cho sự đoàn kết trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình cũng như cho việc giáo dục con cái. Noi gương thánh gia, mỗi gia đình công giáo luôn đặt ý Chúa lên trên hết và như vậy giữ được tình yêu giữa vợ chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em với nhau, đồng thời giáo dục con cái nên những con người tốt trong xã hội và những người Kitô hữu tốt trong giáo hội. Mừng sinh nhật mẹ và hướng về mẹ qua lăng kính bình thường và giản dị để từ đó ta cố gắng hơn trong đời sống hoàn thiện, chuyên tâm trong đời sống cầu nguyện, kiện toàn hơn trong đời sống đức tin. Xin mẹ Maria đồng hành và giúp chúng ta sống xứng danh là con Thiên Chúa, xứng với hình ảnh Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, mừng sinh nhật mẹ hôm nay, xin cho chúng con biết noi gương mẹ, tôn trọng phẩm giá người nữ, đồng thời biết cộng tác trong việc sinh hạ ra nhiều con cái cho Chúa qua việc loan báo tin mừng và đem nhiều người về với Chúa. Amen. Cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.